Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu top những người phụ nữ Việt Nam có quyền lực, xinh đẹp và tài năng có tầm ảnh hưởng nhất. Xin trân trọng gửi tới các bạn những điều chưa biết về top các gương mặt chính khách, doanh nhân, nhà hoạt động xã hội, ngôi sao nữ hội tụ đủ công dung ngôn hạnh mà người phụ nữ Việt Nam cần có. Lĩnh vực chính trị 1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam. Bà sinh năm 1954 tại xã Châu Hòa, huyện Rồng Tôm, tỉnh Bến Tre, học vị thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành tài chính tín dụng, cử nhân chính trị. Bà từng nắm giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Giám đốc Sở Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Năm 2006, bà là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại và trở thành Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ năm 2007 đến năm 2011, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, khóa 10, khóa 11, đại biểu Quốc hội khóa 12 và khóa 13. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, bà được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 11, bà được bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị. Trong lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên tại Quốc hội năm 2014, bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao với 390 phiếu. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Quốc hội đã bỏ phiếu thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội. 2. Bà Nguyễn Phương Nga. Bà Nguyễn Phương Nga là một nhà ngoại giao Việt Nam. Bà sinh ngày 27 tháng 8 năm 1963 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow năm 1987, bà về nước và được cử làm nhân viên Bộ Ngoại giao Việt Nam. Năm 1988, bà chính thức trở thành chuyên viên của vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao. Từ tháng 8 năm 1995 đến tháng 8 năm 1998, bà được cử làm tùy viên báo chí của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Sau đó, bà được rút về làm chuyên viên của vụ thông tin báo chí. Năm 2003, bà được thăng hàm phó vụ trưởng vụ thông tin báo chí. Tháng 11 năm 2004, bà được cử làm tham tán của Đại sứ quán Việt Nam ở Vương quốc Bỉ, Luxembourg và Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hiệp châu Âu EU. Đến tháng 11 năm 2007, bà được rút về nước, tiếp tục giữ chức vụ phó vụ trưởng vụ thông tin báo chí. Từ năm 2009, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ vụ trưởng vụ thông tin báo chí và là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay ông Lê Dũng. Ngày 12 tháng 9 năm 2011, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và là nữ Thứ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Bà đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong hàm đại sứ. Tháng 11 năm 2014, bà làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền, đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. 3. Bà Lê Thị Thu Hằng. Bà Lê Thị Thu Hằng là một nhà ngoại giao người Việt Nam. Bà sinh ngày 2 tháng 12 năm 1972 tại Hà Nội, quê quán ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Bà tốt nghiệp khoa phiên dịch tiếng Nga của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, nay là Trường Đại học Hà Nội, năm 1994. Bà tốt nghiệp cao học ngành ngoại giao và truyền thông quốc tế tại Đại học ở Vương quốc Anh, thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga. Bà Hằng chính thức bước chân vào ngành ngoại giao từ năm 1996, công tác tại vụ thông tin báo chí. Trong gần 20 năm, bà đã đảm nhiệm nhiều cương vị tại vụ này, từ chuyên viên đến phó vụ trưởng. Từ năm 2012 đến năm 2015, bà giữ chức tham tán công sứ ở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, bà Hằng được bổ nhiệm giữ chức quyền vụ trưởng vụ thông tin văn hóa thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao, rồi làm vụ trưởng vụ này. Năm 2017, bà được bổ nhiệm làm người phát ngôn Bộ Ngoại giao thay ông Lê Hải Bình, được phân công làm Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao. Bà Hằng là nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao sau các bà Hồ Thế Lan, Phan Thúy Thanh và Nguyễn Phương Nga. 2. Trong lĩnh vực kinh doanh. 1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico Holding, Tổng Giám đốc Vietjet Airlines, là tỷ phú thứ hai của Việt Nam, góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes sau Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, được biết đến sau khi học chuyên ngành kinh tế và tài chính tại Nga vào những năm 1980. Bà Phương Thảo đã khởi nghiệp kinh doanh hàng hóa tại Đông Âu và Châu Á. Bà quay về Việt Nam từ một thập kỷ trước và bắt đầu đầu tư vào ngân hàng trước khi tham gia vào các dự án bất động sản lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và những khu nghỉ dưỡng ở miền Trung.
Theo thông tin đăng tải trên báo chí, tháng 12 năm 2011, bà Nguyễn Thị Phương Thảo mở hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam mang tên Vietjet. Chỉ 5 năm sau đó, Vietjet Airlines đã hoàn thành thương vụ IPO trên sàn giao dịch chứng khoán Sài Gòn và hiện họ chiếm hơn 40% thị phần hàng không trong nước và đạt doanh thu 1,2 tỷ USD. Thành công của Vietjet Airlines đã giúp bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành nữ tỷ phú duy nhất của khu vực Đông Nam Á và là tỷ phú đô la thứ hai của Việt Nam. 2. Mai Kiều Liên. Bà Mai Kiều Liên là một nữ doanh nhân Việt Nam và là tổng giám đốc của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. Nữ doanh nhân Mai Kiều Liên sinh năm 1953 tại Pháp. Năm 1976, bà tốt nghiệp đại học về chế biến thịt và sữa tại Liên Xô cũ. Là người phụ nữ quyết đoán và có suy nghĩ cấp tiến, bà Liên đã đưa ra những quyết định kịp thời đầu tư vùng nguyên liệu từ sớm đầu những năm 1990, tiến hành tái cấu trúc Vinamilk từ năm 2003, đưa công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2006, quyết định đầu tư và ngừng đầu tư trong lĩnh vực bia, cà phê giai đoạn từ 2005 đến 2010. Giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, bà đặt mục tiêu sẽ đưa công ty lọt vào top 50 doanh nghiệp sản xuất sữa lớn nhất thế giới trong 5 năm tới. Theo tạp chí Forbes, bà Liên là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Bà từng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 8. 3. Bà Thái Hương. Bà Thái Hương cũng là một nữ doanh nhân Việt Nam. Bà Thái Hương sinh năm Mậu Tuất năm 1958, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa TH Chumilk, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, đồng thời là Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á. Bà Thái Hương được xem là một trong những quyền lực của giới tài chính Việt Nam. Liên tiếp trong 2 năm 2015 và 2016, bà Thái Hương lọt vào danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Bà Thái Hương sinh ra tại Nghệ An với trình độ cử nhân kế toán tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Thái Hương bắt đầu gây dựng TH Chumilk vào năm 2008. Khi đó, bà là giám đốc của Ngân hàng Bắc Á, một trong những ngân hàng mà bà và cổ đông sáng lập. Chỉ 6 năm sau khi có mặt trên thị trường, dưới bàn tay chèo lái của bà, TH Chumilk trở thành một thương hiệu lớn trong ngành sữa Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế. 3. Trong lĩnh vực thể thao giải trí. 1. Ngô Thanh Vân. Ngô Thanh Vân là một vũ công, ca sĩ, diễn viên, người mẫu của Việt Nam. Cô sinh năm 1979 tại Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Khi 16 tuổi, cô cùng mẹ định cư ở Na Uy. Năm 1999, Ngô Thanh Vân trở về Việt Nam và giành được ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam như một người mẫu. Năm 2002, Ngô Thanh Vân bắt đầu bước vào sự nghiệp của một ca sĩ nhạc pop và ký hợp đồng với Phương Nam Phim. Từ năm 2004, Ngô Thanh Vân là người đầu tiên bước gần đến lĩnh vực truyền hình quốc tế trong bộ phim ca nhạc Những Thiên Thần Đỏ. Phim gồm có 14 tập, phát vào mỗi tối trên kênh MTV Asia. Tháng 11 năm 2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đã đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn một cô gái yêu nước mạnh mẽ tên Thúy trong bộ phim Dòng máu anh hùng. Ngoài ra, Ngô Thanh Vân còn thử sức trong vai trò đạo diễn và sản xuất bộ phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể với doanh thu phòng vé đạt 66,5 tỷ đồng. Hiện nay, Ngô Thanh Vân đang là giám đốc công ty cung cấp tài năng Việt. 2. Mỹ Tâm. Tên thật là Phan Thị Mỹ Tâm, là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, là diễn viên người Việt Nam. Cô sinh ra tại Đà Nẵng, cô sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ lúc ở độ tuổi còn thiếu niên. Cô khởi nghiệp ca hát bằng album đầu tay Mãi Yêu phát hành năm 2001 và album kế tiếp Đâu Chỉ Riêng Em năm 2002. Không lâu sau đó, khi tốt nghiệp thủ khoa tại trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, cô giành 3 giải cống hiến cho ca sĩ của năm, một giải âm nhạc châu Âu, 11 lần liên tiếp nhận giải ca sĩ được yêu thích nhất và 3 năm liên tiếp nhận giải gương mặt của năm của giải thưởng Làn Sóng Xanh. Tại sự kiện Top ASEAN năm 2014 ở Kuala Lumpur, cô thắng giải huyền thoại âm nhạc châu Á và là nghệ sĩ có album bán chạy nhất ở lãnh thổ do Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế công nhận vào năm 2014. Cô xuất hiện trong danh sách Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 do tạp chí Forbes công bố. Mỹ Tâm còn là giám khảo cho các cuộc thi như Việt Nam Idol, Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Sao Mai Điểm Hẹn, Giọng hát Việt. 3. Nguyễn Thị Ánh Viên. Nguyễn Thị Ánh Viên là nữ vận động viên thuộc đội tuyển bơi nội quốc gia Việt Nam. Cô sinh năm 1996 tại ấp Ba Cầu, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 14 tuổi, mới bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp và nhờ những tố chất đặc biệt với sải tay dài hơn chiều cao của cơ thể, bàn chân to và các nhóm cơ suôn dài,
Sau 5 năm tập luyện, từ chỗ là một kình ngư số 1 Việt Nam, anh Viên đã trở thành một trong những kình ngư xuất sắc nhất của Đông Nam Á với tổng số 19 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 huy chương đồng cùng 13 lần phá kỷ lục đại hội trong 6 năm ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Anh Viên đã trở thành vận động viên giành nhiều huy chương vàng nhất cho thể thao Việt Nam trong lịch sử tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Và bảng thành tích này cũng đưa anh Viên bước vào hàng các kình ngư xuất sắc nhất khu vực. Năm 2015, cô là đại úy quân đội trẻ nhất tại Việt Nam và được tặng huân chương lao động hạng nhì. Năm 2016, Nguyễn Thị Ánh Viên thành công ở giải vô địch bơi châu Á nhưng không đạt được thành tích cao tại kỳ thi Olympic.